Chào các đồng chí và các bạn, chuyên mục được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp Bộ Công an tổ chức hội thảo công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng công an nhân dân. Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng hiến máu nhân đạo đợt 2. Bảo Lâm xử phạt hành chính 30 triệu đồng một cơ sở ngâm tạm hóa chất cho sầu riêng. Cuối chuyên mục là phóng sự vượt qua bóng tối làm lại cuộc đời. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ngày 8 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp Bộ Công an đã tổ chức hội thảo công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân. Tham dự hội nghị có lãnh đạo chỉ huy đội pháp chế thuộc Phòng Tham mưu Công an các đơn vị địa phương 15 tỉnh thành trọng điểm trong nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng công an thời gian qua. Hội nghị đã tập trung thảo luận vào các vấn đề chính gồm tình hình triển khai thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính, tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong công an nhân dân, biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở và đưa ra kiến nghị đề xuất để giải quyết những tồn tại vướng mắc. Thông qua hội nghị, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ, hoàn thiện, tăng cường hiệu quả công tác, quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng công an thời gian tiếp theo. Trường Đại học An ninh Nhân dân vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị khóa 3 năm 2018 cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Sau một tháng học tập, 76 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được học tập nghiên cứu các kiến thức mới để đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị theo quy định. Trong đó có nhiều nội dung gắn liền với công tác công an, công tác đảng, công tác cán bộ, đường lối đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đảng và nhà nước. Việc Công an tỉnh liên kết với Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị không chỉ củng cố tư duy, lý luận giúp các học viên vận dụng vào thực tiễn trong công tác, mà còn giúp các học viên có kỹ năng trong tham mưu, đề xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ chung của đơn vị. Kết quả khóa học có 2 học viên xếp loại xuất sắc, 38 học viên đạt loại giỏi, còn lại loại khá, không có học viên xếp loại trung bình. Công an tỉnh vừa phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tổ chức bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự cho lực lượng làm công tác khám nghiệm hiện trường trong Công an Lâm Đồng năm 2018. Tham gia tập huấn có 40 học viên là cán bộ chiến sĩ làm công tác kỹ thuật hình sự, điều tra thuộc Công an các huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Trong 45 ngày, các học viên đã được học 10 chuyên đề liên quan tới công tác khám nghiệm hiện trường, những phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong công tác khám nghiệm hiện trường, thu và bảo quản các loại dấu vết, đảm bảo theo đúng quy trình khoa học, tố tụng hình sự, các thủ tục trưng cầu giám định theo quy định. Qua lớp học bồi dưỡng, lực lượng kỹ thuật hình sự, điều tra viên ở các đơn vị sẽ được nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, đảm bảo việc thu thập hiệu quả các dấu vết tài liệu trong khám nghiệm hiện trường, từ đó sẽ nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Trong các ngày từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ và quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho 160 học viên là bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trong suốt khóa học, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Trong đó đi sâu tìm hiểu về tổ chức hoạt động, đạo đức nghề nghiệp, công tác nắm tình hình, xác minh, xử lý ban đầu các vụ việc, phương pháp nhận diện và phòng chống tội phạm. Công tác tuần tra, canh gác, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ, các văn bản quy định về đăng ký và quản lý tạm trú tạm vắng. Cuối khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Công an tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm về tín dụng đen, tội phạm hình sự, tội phạm ma túy cho cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại buổi tuyên truyền, các giáo viên đã được nghe về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hiện nay, đặc biệt là một số hành vi phạm tội nổi bật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động tín dụng đen, ma túy. Ngoài ra, cán bộ phòng cảnh sát hình sự đã tuyên truyền đến giáo viên về vấn đề tội phạm học đường, các hành vi dụ dỗ lôi kéo học sinh tham gia mua bán trái phép chất ma túy, bạo lực học đường.
đồng thời hướng dẫn cán bộ giáo viên tuyên truyền đến các em học sinh phương thức hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp phòng tránh không bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hoạt động phạm tội. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức Ngày hội Hiến máu đợt 2 năm 2018 với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt này đã thu hút gần 200 đoàn viên thanh niên tham gia và đã thu được gần 150 đơn vị máu. Hoạt động hiến máu cứu người là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với những bệnh nhân cần truyền máu. Qua hoạt động này nhằm khơi dậy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh về người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Chính điều này đã góp phần cùng toàn lực lượng Công an Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tiếp tục thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và pháp luật của nhà nước, chiều ngày 5 tháng 10, trại giam Đại Bình thuộc Bộ Công an tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 3 năm 2018. Theo quy định của pháp luật, phạm nhân được giảm án phải có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định trong thời gian chấp hành án, được xếp loại thi đua từ khá trở lên, đã khắc phục xong bồi thường thiệt hại do mình gây ra. Trong đợt này, Hội đồng xét giảm thời hạn án phạt tù tỉnh Lâm Đồng đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 264 phạm nhân. Trong đó, phạm nhân nhiều nhất là 24 tháng và có 57 phạm nhân thời hạn được tha vừa bằng thời gian chấp hành án còn lại. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại giam Đại Bình đã động viên các phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn tiếp tục cố gắng lao động, học tập, rèn luyện, cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, người thân, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình và xã hội. Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Công Minh, sinh năm 1993, tại phường 9 thành phố Đà Lạt về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Trước đó, ngày 28 tháng 9, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ hai đối tượng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy nã về tội cố ý gây thương tích là Trần Văn Tuấn, 25 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, và Nguyễn Văn Sang, 31 tuổi, tại một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, do Hoàng Công Minh đứng ra thuê để làm dịch vụ, cầm đồ và cho vay. Qua kiểm tra, phát hiện cửa hàng của Minh chưa đủ điều kiện để kinh doanh nhưng đã đi vào hoạt động hơn 2 tháng nay và đã cho khoảng 60 lượt khách hàng vay từ 3 đến 10 triệu đồng với mức lãi suất cao từ 60 đến 240% trên một năm. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện Minh tàng trữ 109 viên ma túy tổng hợp, còn Đỗ Xuân Hữu, 25 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, ngủ tại nhà Minh, tàng trữ một khẩu súng ngắn, loại bắn bi sắt không có đạn, một con dao tự chế. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đã chuyển giao hai đối tượng bị truy nã nói trên cho Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra mở rộng vụ án liên quan tới hành vi cho vay nặng lãi, tàng trữ vũ khí trái phép của Minh và một số đối tượng có liên quan. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở thu mua sầu riêng của ông Nguyễn Phi Điệp ở thôn 15 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm với mức tiền 30 triệu đồng về hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Trước đó, ngày 20 tháng 9 năm 2018, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh bắt quả tang cơ sở thu mua sầu riêng của ông Điệp đang có hành vi bôi bẩn và nhúng trái sầu riêng vào hóa chất không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường 3 thùng hóa chất loại 20 lít, 58 thùng sầu riêng có trọng lượng gần 1 tấn đã được nhúng tẩm hóa chất. Ông Điệp khai nhận thu mua sầu riêng tại địa bàn, pha chế nhiều loại hóa chất trôi nổi trên thị trường rồi nhúng vào để trái sầu riêng bảo quản được lâu và chín đều. Ngoài việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hóa chất sầu riêng đã nhúng tẩm hóa chất tịch thu trước đó tại cơ sở của ông Điệp. Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Lâm Đồng bắt quả tang đối tượng giấu ma túy trong mồm chuẩn bị mang vào trại cai nghiện. Đối tượng là Trần Thanh Duy, sinh năm 1994, trú tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng này đã từng 3 lần tự nguyện đi cai nghiện ma túy. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 10, khi cán bộ tại Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng đang tiếp nhận học viên đến đăng ký cai nghiện tự nguyện, thì phát hiện Duy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Duy ngậm trong mồm 3 bịch tinh thể màu trắng,
một bịch lá xanh rêu khô quấn băng keo nghi là ma túy. Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành trưng cầu giám định, xác định trong 4 gói trên là heroin, methamphetamine và cỏ Mỹ. Qua đấu tranh, Duy khai nhận mua số ma túy trên từ huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính mang vào trại để sử dụng và bán kiếm lời. Hiện Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Duy để tiếp tục điều tra, xử lý. Thưa các đồng chí và các bạn, công tác quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng sau khi cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng chỉ đạt hiệu quả cao khi có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Trong đó có lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong việc giáo dục vận động các đối tượng sau khi cai nghiện xong xóa bỏ mặc cảm, tự ti đứng lên làm lại cuộc đời. Gần 10 năm trước, Đào Mộng Linh từng là con nghiện. Số tiền kiếm được không đủ để anh thỏa mãn những cơn đói thuốc. Rồi anh bị bắt, đưa đi cai nghiện theo đề án quản lý người cai nghiện tập trung. Sau 3 năm ra trại cai nghiện, hầu hết những người bạn của anh lại vướng vào con đường tái nghiện. Riêng Linh quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời. Dẫu cho bao lần bị cái chất trắng kia cám dỗ, Linh quyết tâm tự cai nghiện. Nói về sự hoàn lương của mình, anh giải thích: không ai cứu được mình bằng chính bản thân mình. Với số tiền ít ỏi, cùng với sự hỗ trợ từ địa phương, Linh mở xưởng điêu khắc gỗ, vừa làm nghề vừa tự cai nghiện. Với lòng quyết tâm, nghị lực cao của anh đã tự cai nghiện thành công. Khi trở về xã hội được gia đình, thì bà con lối xóm cùng với các cấp ủy chi bộ của tổ, người của phường, rồi các đồng chí cán bộ trên công an của nói chung là của phường, của thành phố cũng xuống là thường xuyên là động viên và cho những lời khuyên để mình lấy đó là động lực, tức là mình về xã hội được người ta xuống, người ta động viên mình như thế thì mình cảm thấy rất là vui. Nếu giờ xã hội không bỏ rơi mình lấy đó là động lực để mình phấn đấu và mình vươn lên. Hơn ai hết, Đào Mộng Linh luôn biết rằng muốn làm người tử tế thì cần có cái nghề. Không có tiền học nghề và cũng không ai dám nhận một người như anh làm đệ tử. Anh tự mày mò học nghề điêu khắc. Linh mua từng khúc gỗ nhỏ đem về nhà đục đẽo, tạo hình. Sau 3 năm kiên trì, Linh trở thành một thợ điêu khắc lành nghề. Sau một thời gian làm thợ để tự nuôi sống bản thân, cũng như tiếp tục hoàn thiện tay nghề, anh dành dụm được một số tiền và quyết định mở xưởng điêu khắc riêng. Vậy là cơ sở điêu khắc Đào Mộng Linh tại phường Bờ Lao ra đời. Có tâm huyết với nghề, anh đã tạo ra các tác phẩm lạ, độc đáo từ rễ và gốc cây, khiến nhiều người thích thú đã tìm đến với Linh để đặt hàng. Còn Nguyễn Minh Hoàng, để có tiền chi cho nàng tiên nâu, năm 2002, Hoàng đã cùng với một số bạn bè sa vào con đường trộm cắp cướp giật. Sau khi gây án, Hoàng đã bị bắt và bị kết án 7 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Nhưng rồi, trong thời gian thụ án, đã giúp Hoàng thức tỉnh và từ bỏ được nàng tiên nâu. Đồng thời, nhờ cải tạo tốt, Hoàng đã được mãn hạn tù trước thời hạn 2 năm. Trở về địa phương, Hoàng bắt đầu bằng việc đi bán trứng gia cầm dạo. Và từ đây, cuộc đời Hoàng đã bước sang một trang mới và chính nghề bán trứng dạo mà anh đã gắn với biệt danh Hoàng Trứng. Sau gần 9 năm gắn bó với nghề buôn trứng, đến nay anh đang sở hữu một cơ ngơi đồ sộ, ít ai sánh kịp trong kinh doanh, vận chuyển đủ các loại trứng gia cầm. Khi mới về thì cũng được chính quyền địa phương có động viên, rồi một phần nữa là cũng do gia đình cũng cố gắng động viên, tạo điều kiện để từ từ từng bước phát triển thêm. Khi mới bắt đầu thì khi mới về thì cũng có cái mặc cảm, với lại đi từ bước đầu công việc nó cũng khó khăn, làm nó cũng chưa có lời, đôi lúc là lọ nữa, nhưng mà qua một thời gian thì cố gắng thì mỗi ngày thì nó công việc nó phát triển tốt hơn.
Bước vào cơ sở của Hoàng Trấn, chúng tôi dễ dàng nhận thấy nhiều gương mặt với nhiều độ tuổi, nhiều chất giọng vùng miền khác nhau. Nhưng điểm chung ở họ là sự yêu thương lẫn nhau, quan tâm đến nhau và cảm thông cho nhau. Trong thời gian qua, anh Hoàng đã phối hợp với công an thành phố Bảo Lộc tiến hành khuyên bảo vận động được hàng chục thanh niên nghiện ma túy đi cai nghiện, làm lại cuộc đời. Trên bước đường hòa nhập cộng đồng còn lắm gặp gỡ, sự chung tay giúp sức của cộng đồng xã hội đối với những người hoàn lương là động lực to lớn để họ tìm về con đường lương thiện. Những tấm gương bước ra từ bóng tối như anh Hoàng, Linh chính là chiếc cầu nối để những người từng một thời lầm lỗi vững vàng bước chân hòa nhập với cộng đồng. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!